xanh. Đây là đoàn về tắm bãi biển ở cạnh khách sạn, là tắm tự do. Đấy, nước nó trôi, mấy bà về rồi. Đấy, bà, hai bà về rồi, đấy, hai bà về rồi. Bà về, về mới lên nhóm bà chợ Kim. À, đâu, nhóm này, nhóm nhỏ, cô, chị Hằng. À, đâu, đứng này, quay tiếp. Ừ. Mất quay mới quất này. Đấy, quay hai chị đẹp này. Cô chụp rồi, giờ thì quay, chào cả nhà nào. Cô chào cả nhà đi. Đấy, cô dẹo đây nhỉ. Này cô dẹo không? Đấy, các cô đi tắm mát quá. Tắm mát quá, sáng ngày tắm kể cô yêu gió rất là nắng. Bây giờ về tắm mát ơi là mát. Cái sống đẹp ơi là đẹp. Các bạn em đang tắm mát ở bãi biển Quy Nhơn. Quy Nhơn hôm nào cũng đi cũng được tắm mát, đi tham quan xong lại về chiều tối lại về khách sạn tắm. Bãi biển trước mặt luôn.